Hòa Vượng xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chương trình Nhịp sống quanh ta. Để cho ra đời một chương trình truyền hình thật là một việc không dễ dàng chút nào. Quý vị và các bạn cứ thử hình dung nó giống như là một việc người mẹ mang thai 9 tháng 10 ngày vậy. Và chúng tôi rất là vui mừng vì cuối cùng chương trình truyền hình của chúng ta cũng đã được ra đời để truyền tải tiếng nói của mình bằng tiếng mẹ đẻ và cùng đồng hành với quý vị và các bạn trong cuộc sống. Trong chương trình truyền hình của chúng ta thì là có các vở kịch ngắn do các diễn viên, người di dân mới diễn xuất và tiếp sau là phần dạy và học tiếng Trung. Chị, hả? Chị có quen với cái anh đó hả? Quen, chị quen với người này mà. Cái anh đó kỳ quá à. Hả, có một mình à, mà gọi quá trời đồ ăn luôn. Em ơi, một tí nữa em được cái quýnh quán như vậy, tí nữa giới thiệu cho mọi người là tụi em sẽ biết ngay mà. Nhưng mà cái anh này nhìn không có bình thường chút nào, không biết tới đây làm gì vậy ta. À, 我们这位是来自泰国的巧农，他在卖那个泰国小吃。 你好，还有那一位是来自印尼的安妮，他卖印尼的沙爹。 你好，还有我们这里是来自马来西亚的丽兰，哇，她的肉骨茶是远近驰名哎。其实我正想邀请一些异国料理厨师上电视节目，不知道大家有没有这个意愿呢？太好了，上节目，是，天哟，我这样子可以吗？可以。哦，这就好，你的沙爹已经好了，这个今天。 特别免费招待给你咯，谢谢谢谢谢谢。Sau cùng thì Hoàng Phượng xin giới thiệu với quý vị và các bạn từ "Suo Phong Lẻng Hoa", có nghĩa là nói kháy, nói mỉa, nói mát, nói châm chọc. Phong Lẻng Hoa là lời nói châm chọc, cười cợt người khác. Và Suo Phong Lẻng Hoa là chỉ người đứng ở bên cạnh với cái thái độ bàng quan nhìn người khác và nói những cái lời mát mà không phải chịu trách nhiệm. Thực ra thì chúng ta chỉ cần liên tưởng đến nghĩa của hai chữ phong cân lẻng là có thể hiểu được. Vì bạn có thể thử tưởng tượng mà xem, vừa hóng gió mát mẻ, thoải mái và vừa nói những cái lời chẳng giúp được tích sự gì đó, đúng không? Từ ý nghĩa của chữ để tưởng tượng ra hình ảnh như thế sẽ dễ nhớ hơn nhiều, phải không nào? Tiếp theo thì Hoàng Phượng sẽ dùng từ này để đặt lại hai ví dụ sau. Tha yêu bu băng mắng, yêu số phong lén hoa, chân linh đến thảo yên. Còn có cả một ekip quay ngoài cảnh sẽ cùng đồng hành với quý vị và các bạn khám phá ra những con người, những câu chuyện của một Đài Loan tươi đẹp và phát hiện những điều thú vị mang đậm tình người của đảo quốc này. Và cuối cùng thì còn có một cái phần gọi là phần trò chuyện với các khách mời đồng hương để cùng trao đổi những câu chuyện thú vị và những kinh nghiệm sống tại Đài Loan. Điều này thật là tuyệt vời, phải không quý vị và các bạn? Tin chắc là quý vị và các bạn cũng rất là mong đợi chương trình của chúng ta. Màu đen và màu trắng. Wow. Wow, tuyệt vời quá, tuyệt vời quá. Marco, em đoán bộ quần áo này bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Em cảm thấy rất nhiều. Khoảng bao nhiêu? Em thử đoán bao nhiêu tiền? Em cảm thấy... Tiền đài nhá, tiền đài. Em không đi mua sắm, em không biết nói. Em không biết nhưng mà em cảm thấy rất là mắc. Khi em đi mua sắm em chỉ mua đồ nam. Đồ nam. Con trai. Nếu như mà em mua cái này thì thôi chị. Ở Đài Loan, từ thành thị đến các thị trấn nông thôn đều có các chợ đêm và mỗi chợ đêm ở đây á thì đều có nét đặc sắc riêng của nó. Và cũng là nơi mà các anh chị em di dân không thể không đến khi sống và làm việc tại Đài Loan. Cũng được làm trên tinh thần là nhập gia tùy tục.
Sau đây là các đoạn kịch ngắn diễn tả các hàng loạt các câu chuyện của các chị em di dân mới tại chợ đêm cổng chùa. Quý vị và các bạn nhớ đón xem chương trình của chúng ta vào các tập tiếp theo trong các giờ phát sóng cố định để thấy được sự thú vị xảy ra cho các chị em di dân mới của chúng ta tại chợ đêm cổng chùa. Và bây giờ, xin chào quý vị và các bạn. Chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng đều mong muốn có được một thân hình cân đối đúng không? Và đến với chương trình Nhịp sống quanh ta, mỗi tập chương trình sẽ giới thiệu với các bạn một vài động tác đơn giản nhất để không những có được một thân hình khỏe mà còn đẹp. Và các bạn nên chú ý khởi động trước khi tập nhé. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu với động tác đầu tiên. Hai chân đưa ra ngang, hai tay đưa ra sau, người về phía trước, hai tay đưa theo đường vòng tròn, trở lại vị trí ban đầu. Và với động tác này chúng ta sẽ thực hiện 2 lần 8 nhịp. Bắt đầu. 1 2 3